Không có sự chuyển đổi hoàn toàn là hoàn toàn chuyển đổi. Tất cả những gì chúng ta cần là một cái nhìn sâu sắc vào chính mình. Niềm tin vào sự thật chính là nguồn cảm hứng sâu sắc nhất. Chúng ta phải trải qua sự trống rỗng để trở thành người mới. Tình thân của chúng ta là cửa sổ qua đó chúng ta có thể nhìn thấy thế giới. Biết mình là biết chính mình là biết sức mạnh. Tình cảm là đặc điểm của tất cả những gì tồn tại trong con người. Không có gì quan trọng hơn tình cảm và niềm tin của bản thân. Chúng ta là kẻ tạo ra tương lai của mình bằng cách sống trong hiện tại. Tìm hiểu chính mình là chìa khóa để mở cánh cửa cho tìm hiểu về thế giới. Chúng ta phải sống với những gì chúng ta biết và hỏi mình về những gì chúng ta chưa biết. Nếu chúng ta không sống trong sự thật của mình, chúng ta sẽ bị cuốn vào một thế giới giả tạo. Sự sống là sự phát triển của con người, chứ không phải là cuộc chạy đua. Tình cảm và trí tưởng tượng là nguồn cảm hứng cho tất cả những gì chúng ta tạo ra. Sự sống là một hành trình về chính mình, và chúng ta phải trải qua nó một mình. Nếu có điều gì đó ta muốn thay đổi ở một đứa trẻ, ta nên trước tiên kiểm tra lại xem có điều gì đó cần phải thay đổi trong ta hơn không. Nếu không có ai chơi đùa với sự huyền tưởng, đã không có sản phẩm sáng tạo nào được sinh ra. Món nợ mà chúng ta thiếu sự tưởng tượng là không thể tính được. Không thể có sự chuyển biến từ tối thành sáng và từ thờ ơ thành hành động mà không có cảm xúc. Một phần ba hồ sơ bệnh lý của tôi đang gặp khổ sở vì những triệu chứng không có tên trong từ điển khoa thần kinh, nhưng vì chứng vô cảm và trống rỗng từ cuộc đời họ. Đây cũng có thể được định nghĩa là một căn bệnh thần kinh của thời đại chúng ta. Một trái tim thấu hiểu là tất cả trong một giáo viên, điều này không thể được đề cao bao nhiêu cho đủ. Một người nhìn lại với sự ngưỡng mộ đối với những giáo viên xuất sắc, nhưng với lòng biết ơn đối với những giáo viên đã đánh động tới tâm hồn người đó. Giáo án là một điều kiện cần, nhưng hơi ấm là một yếu tố sống còn cho những mầm non đang lớn và cho tâm hồn của một đứa trẻ. Bạn là những gì bạn làm, không phải những gì bạn nói bạn sẽ làm. Một người không được khai sáng bằng cách tưởng tượng đến ánh sáng, nhưng bằng cách ý thức được bóng tối. Không một ai, khi nào người đó còn trôi theo dòng đời điên loạn, thoát được khó khăn.
lỗi lầm, sau cùng thì cũng là những nền móng của sự thật. Và nếu một người không biết một điều gì đó là gì, ít nhất thì nó cũng là một bước tăng tri thức nếu hắn biết nó không phải là gì. Ta không nên giả vờ hiểu thế giới chỉ bởi với cái trí ta hiểu nó bằng cảm xúc cũng nhiều y như vậy. Bất kỳ điều gì làm ta khó chịu có thể dẫn ta đến sự hiểu biết chính mình. Ta không thể thay đổi bất kỳ điều gì trừ khi ta chấp nhận nó. Bi kịch lớn nhất của nhiều gia đình là những điều không thể hiện ra của phụ huynh. Khi trí tuệ lên ngôi, không có mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc. Người ta sẽ làm mọi thứ, bất chấp nó xuẩn ngốc đến thế nào, chỉ để từ chối đối diện với tâm hồn của chính họ. Quả lắc của cái trí lắc lư giữa vô lý và có lý, không phải giữa sai và đúng. Cho tới khi bạn làm cho điều vô thức trở nên hữu thức, nó sẽ điều khiển đời bạn và bạn sẽ gọi nó là định mệnh. Biết được điểm tối của ta là cách tốt nhất để xử sự với điểm tối của người khác. Sự gặp gỡ giữa hai cá tính giống như sự kết hợp giữa hai chất hóa học, nếu có bất kỳ phản ứng nào, cả hai đều biến đổi. Mảng ý thức của người nữ tương tác với mảng tình cảm của người nam, không phải cái trí anh ta. Cái trí tạo nên phần hồn, hay đúng hơn, animus của người nữ, và cũng giống như anima của người nam bao gồm cảm giác gần gũi thấp kém, tràn đầy tình cảm, và animus của người nữ bao gồm những phán xét thấp kém, hay đúng hơn, những ý kiến. Giấc mơ là cánh cửa bí mật dẫn vào cung điện thân thiết và sâu xa nhất của linh hồn. Nó mở ra màn đêm vũ trụ nguyên sơ là linh hồn trước khi có bản ngã từ rất lâu, và sẽ mãi là linh hồn vượt xa tầm với của bản ngã. Điều gì bị từ chối bên trong xuất hiện ra bên ngoài? Chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa học thuyết là căn bệnh của thời đại chúng ta. Nó giả vờ rằng nó có tất cả câu trả lời. Cô đơn không phải là không có ai là bạn, nhưng là vì một người không thể chia sẻ được những điều đối với người đó là quan trọng, hay là vì chất chứa trong mình những ý tưởng không thể chấp nhận được đối với người khác. Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã thấy mình cô đơn, và đến bây giờ vẫn vậy, bởi vì tôi biết những điều mà mỗi lần nói ra tôi phải luôn gợi ý cho họ những điều mà họ cũng chẳng biết gì, và thường là không muốn biết. Trẻ con được dạy dỗ bởi những gì người lớn làm, không bởi những gì người lớn nói. Không có sự ảnh hưởng nào mạnh mẽ về mặt tâm lý đến thế giới xung quanh, nhất là tâm lý của những đứa trẻ bằng cuộc đời chưa được thực hiện bởi cha mẹ chúng. Nếu có điều gì đó chúng ta muốn thay đổi ở một đứa trẻ, đầu tiên hãy kiểm tra lại xem liệu đó có phải là điều tốt khi chính bản thân chúng ta thay đổi theo đó. Người học trò nhìn lại với sự cảm kích lớn dành cho những người thầy tuyệt vời,
bằng lòng biết ơn đến những vị thầy giúp anh ta cảm nhận được những tình cảm của loài người. Chương trình học cung cấp quá nhiều những vật liệu cần thiết, nhưng tình cảm chính là yếu tố thiết yếu đối với việc trồng cây cũng như nuôi dưỡng tâm hồn của một đứa trẻ. Sai lầm, sau cùng chính là nền móng của sự thật, và nếu một người không biết một thứ là gì, ít ra sự hiểu biết của anh ta cũng tăng thêm nếu anh ta biết những gì thứ đó không phải là. Một cuộc đời hạnh phúc đo bằng những khoảng thời gian tăm tối, niềm hạnh phúc sẽ mất đi ý nghĩa nếu không được cân bằng bởi nỗi đau. Tốt hơn hết, hãy đón nhận mọi thứ với sự kiên nhẫn và bình thản. Chúng ta thường cho rằng người hạnh phúc là những người học cách chịu đựng nỗi đau từ những trải nghiệm của cuộc sống mà không tin rằng họ đã vượt qua chúng. Vì sự kiêu hãnh, chúng ta tự lừa gạt bản thân. Nhưng tận sâu trong tâm thức vẫn còn một giọng nói nhỏ thì thầm rằng, hình như có khoảnh khắc nào đó ta đã lạc giọng. Con lắc của lý trí chuyển động giữa ý nghĩa và vô nghĩa, không phải giữa đúng và sai. Với những gì chúng ta nhận thức được thì con người sống với mục đích duy nhất là thắp lên ánh sáng trong bóng đêm của việc chỉ tồn tại. Tầm nhìn của bạn trở nên rõ ràng chỉ khi bạn có thể nhìn vào trái tim mình. Nhìn bên ngoài là mộng tưởng. Nhìn vào trong là tỉnh thức. Cuộc đời đối với tôi luôn giống như một cái cây sống nhờ rễ của nó. Cuộc đời thực của nó vô hình, ẩn trong phần rễ. Phần thân mọc ở trên chỉ sống qua được một mùa hè. Cái chúng ta nhìn thấy được là những bông hoa, chúng cũng qua đi. Còn lại cái rễ. Một cách tự nhiên, mỗi thời đại đều nghĩ rằng những thời đại trước nó đều cổ hủ. Ngày nay chúng ta lại càng có suy nghĩ đó và không biết rằng chúng ta cũng sẽ sai lầm hệt như những thời đại trước. Có thường xuyên không việc ta không thấy sự thật bị kết tội thật buồn nhưng nó đúng một cách đáng tiếc rằng con người không học được gì từ lịch sử. Họ nói, không có một cái cây nào có thể mọc lên tới thiên đàng trừ khi rễ của nó chạm đến tận địa ngục. Nếu chúng ta không biết định hướng của mình, chúng ta sẽ luôn luôn là kẻ bị dẫn đầu. Sự tự giác và sự tự quản lý là hai yếu tố quan trọng nhất trong sự phát triển của con người. Tình cảm và trí tưởng tượng của chúng ta là cửa sổ qua đó chúng ta có thể hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh.